Việt sử toàn thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua rất nhiều biến cố và thăng trầm để có thể vẽ nên một bức tranh đa màu sắc với những mảnh ghép sáng tối khác nhau. Đằng sau bức tranh này còn ẩn chứa biết bao những câu chuyện ly kỳ và bí ẩn và những uẩn khúc mà qua lớp bụi phủ của thời gian khiến hậu thế không bao giờ có thể lý giải được. Vậy quý vị có tò mò muốn biết đó là những bí ẩn nào hay không? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những ẩn số này trong video sau đây nhé! Bí ẩn thứ nhất, các vua Hùng trị vì bao nhiêu năm? Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, triều đại các vua Hùng ở Việt Nam bắt đầu khi vua Kinh Dương Vương lên ngôi năm Nhâm Tuất, tức năm 2879 trước Công Nguyên. Triều đại này kéo dài đến năm Quý Mão, tức năm 258 trước Công Nguyên thì kết thúc với 18 đời vua Hùng nối nhau trị vì trong 2622 năm. Tính trung bình, mỗi thời vua Hùng Vương kéo dài tới 150 năm. Đây rõ ràng là một con số khó tin. Vì vậy, nhiều sử gia đã tỏ ý nghi ngờ và đưa ra các cách lý giải khác nhau về niên đại của thời kỳ Hùng Vương. Theo đó, con số 18 ở đây không phải là 18 đời vua mà là 18 nhành vua. Mỗi nhành gồm nhiều đời vua mang chung vương hiệu. Khi hết một nhành mới đặt vương hiệu mới. Nếu tính như vậy thì có thể có đến 180 đời vua Hùng và thời gian trị vì trong 2622 năm là hoàn toàn hợp lý. Cũng có một số nhà nghiên cứu cho rằng nước Văn Lang của các vua Hùng chỉ tồn tại trong khoảng 300 đến 400 năm và niên đại kết thúc là khoảng năm 208 trước Công Nguyên, chứ không phải là năm 258 trước Công Nguyên. Bí ẩn thứ hai, ai là tác giả của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà? Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam, gắn với tên tuổi của danh tướng Lý Thường Kiệt, sinh năm 1019, mất năm 1105 và thắng lợi trước quân Tống xâm lược tại sông Như Nguyệt. Hiện nay, nhiều người vẫn ngộ nhận tác giả bài thơ là Lý Thường Kiệt. Tất cả sử liệu Việt Nam, từ chính sử đến giã sử đều không nhắc đến tác giả bài thơ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ ghi rằng, vào một đêm, quân sĩ nhà Lý chợt nghe thấy có tiếng đọc to bài thơ này được đọc trong đền Trương Tướng Quân. Trong khi đó, sách Lĩnh Nam Trích Quái cho rằng, thần nhân tàng hình ở trên không đã đọc bài thơ. Cũng theo Lĩnh Nam Trích Quái, bài thơ đã xuất hiện từ thời Lê Hoàn chống Tống và cũng được đọc trên con sông Như Nguyệt. Nguồn gốc bí ẩn đó đã khiến Nam Quốc Sơn Hà được người đời coi là một bài thơ thần. Bí ẩn thứ ba, ai là thủ phạm trong thảm án Lệ Chi Viên? Cho đến nay, vụ án Lệ Chi Viên với cái chết bí ẩn của vua Lê Thái Tông và việc tru di tam tộc quan đại thần Nguyễn Trãi vẫn là đề tài bàn luận sôi nổi của giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Theo sử sách, ngày 4 tháng 8 năm 1442, vua về Lệ Chi, nay thuộc huyện Gia Lương, Bắc Ninh. Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi, khi ấy đã vào tuổi 40, rất được nhà vua yêu quý vì sắc đẹp, văn hay. Tại Lệ Chi Viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà. Triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua. Nguyễn Trãi và gia đình bị án tru di tam tộc và bị giết ít lâu sau đó. Đến năm 1464, vua Lê Thánh Tông đã sửa oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước Tán Chu Bá và bổ dụng người con còn sống sót của ông là Nguyễn Anh Vũ. Sau này, nhiều sử gia đã tán đồng với giả thuyết cho rằng chủ mưu vụ án chính là Nguyễn Thị Anh, vợ thứ của vua Lê Thái Tông. Về động cơ, thứ nhất là do bà đã có sẵn tư thù với Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Thứ hai là do thời đó, nhiều người trong triều dị nghị rằng Nguyễn Thị Anh đã có thai trước khi vào cung và Thái tử Bang Cơ không phải là con vua Thái Tông. Sợ Nguyễn Trãi gièm pha nên bà đã sai người sát hại vua rồi đổ tội cho vợ chồng Nguyễn Trãi. Bí ẩn thứ tư, Lê Long Đĩnh có thật là vị vua tồi tệ nhất lịch sử? Trong chính sử Việt Nam, Lê Long Đĩnh được mô tả là người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng vua Kiệt, vua Trụ ngày xưa. Ông nổi danh vì những thú vui tàn ác như tra tấn tù binh bằng các cách thức man dợ, lấy mía để trên đầu nhà sư mà dóc cho tóe máu. Do sống dâm dục quá độ nên Lê Long Đĩnh mắc bệnh không ngồi được, đến buổi chiều thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Tuy vậy, giới sử học Việt Nam gần đây đã có những cách nhìn khác về vị vua tai tiếng này. Nhiều nguồn sử liệu khẳng định Lê Long Đĩnh là ông vua đầu tiên cử người đi lấy kinh Đại Tạng cho Phật giáo và sư Vạn Hạnh, thiền sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu cũng như các cao tăng khác thời đó đều được Lê Long Đĩnh rất trọng vọng.
Đại Tạng Kinh Chữ Hán, bảo vật vô giá của Phật giáo và của văn hóa thế giới. Bộ sách đó, theo lịch sử Phật giáo, là một bộ sách vĩ đại được rất nhiều thế hệ các cao tăng Trung Hoa vượt qua biết bao gian truân khổ ải, dày công thu thập, siêu tầm và dịch thuật suốt 1.000 năm. Từ thế kỷ thứ nhất đến cuối thế kỷ thứ 10, đời Tống Thái Tổ mới in thành sách lần đầu tiên gồm 5.000 quyển. Riêng việc khắc bản phải mất 12 năm. Bộ sách đó không chỉ là tổng vựng các kinh sách Phật giáo mà còn hàm chứa rất nhiều lĩnh vực triết học, lịch sử, văn học, nghệ thuật, thiên văn, toán học, y dược. Một ông vua lần đầu tiên biết đem những di sản vĩ đại như vậy về nước để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc, liệu có thể gọi là hôn quân? Và một ông vua đã trực tiếp sai em mình đi xin kinh sách về cho Phật giáo. Ông vua đó có thể nào lấy mía để trên đầu nhà sư mà dóc? Ngoài kinh Đại Tạng ra, Lê Long Lĩnh còn xin nhà Tống cả cửu kinh, bao gồm kinh dịch, kinh thi, kinh thư, kinh lễ, kinh xuân thu, hiếu kinh, luận ngữ, mạnh tử và chu lễ là 9 bộ sách vĩ đại nền tảng của văn minh Trung Hoa lần đầu tiên nhập vào nước ta. Tất cả đều là do Lê Long Lĩnh cho người đi lấy về cùng một lần. Lê Long Lĩnh cũng là một ông vua biết chỉnh đốn triều chính. Một năm sau khi lên ngôi, ông đã sửa đổi quan chế và triều phục của các quan văn võ và tăng đạo theo đúng như nhà Tống. Vua Lê Long Lĩnh lại xin được đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu. Thế nhưng vua Tống chỉ cho mua bán ở chợ trao đổi hàng hóa tại Liêm Châu và Trấn Như Hồng mà thôi. Thế kỷ thứ 11, không chỉ nước ta mà hầu khắp thế giới, kinh tế đều tự cấp, tự túc. Phải có một tư duy kinh tế vượt xa thời đại mới biết xin đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, tức là sâu trong nội địa Trung Quốc. Việc đó giống như việc đặt văn phòng đại diện thương mại ở nước ngoài bây giờ. Tư duy kinh tế đó mãi mấy trăm năm sau mới được biết đến ở phương Tây. Một hôn quân liệu rằng có nghĩ ra được điều này hay không? Trước khi chết ở độ tuổi 24, Lê Long Lĩnh còn chăm lo việc đào kênh, mở mang đường xá và đến tận nơi xem xét rồi xuống chiếu đóng thuyền bè đi lại cho dân. Một ông vua suốt ngày ham mê tửu sắc, không đi lại được đến mức phải ngọa chiều. Ông vua đó có thể làm được những chuyện ý nghĩa như vậy hay không? Không ngồi được sau 6 lần cầm quân đánh giặc. Trong 4 năm làm vua, Lê Long Lĩnh đã 6 lần trực tiếp cầm quân ra trận, lần cuối cùng chỉ cách 2 tháng trước khi ông mất. Cầm quân đánh giặc liên miên như vậy phải có sức vóc. Người dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được, thử hỏi làm sao có thể đảm đương nổi việc này. Thưa quý vị, xoay quanh Lê Long Lĩnh là những dấu hỏi lớn mà cho đến nay các nhà sử học vẫn đau đầu nghiên cứu và tìm lời giải đáp. Liệu rằng Lê Long Lĩnh có thật là vị vua tồi tệ nhất sử Việt hay không? Ý kiến của quý vị như thế nào ạ? Hãy để lại bình luận bên dưới video quý vị nhé! Chưa dừng lại ở đó, sử sách nước ta còn ghi nhận một câu chuyện bí ẩn về cái chết của vua Quang Trung. Bởi lẽ, ông chết chỉ trước 20 ngày đánh trận cuối cùng với Nguyễn Ánh, chết trong cái độ tuổi sung mãn nhất. Vậy nguyên nhân vị hoàng đế bách chiến bách thắng này băng hà là gì? Phải chăng vua lâm bệnh nặng mà từ trần hay do bị quân nhà Nguyễn Ánh ám sát? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm câu trả lời trong video sau đây nhé! Vào tuổi tứ tuần, giữa lúc chuẩn bị mở một chiến dịch tổng lực để tiêu diệt liên minh Nguyễn Ánh quân Pháp, hoàn thành việc thống nhất đất nước, đồng thời nỗ lực giành lại hai tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông từ nhà Thanh, hoàng đế Quang Trung đột ngột băng hà. Biến cố này là một trong những nghi vấn lớn nhất của lịch sử Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân về cái chết của vua Quang Trung. Giả thuyết của sách nhà Tây Sơn viết: vua Quang Trung chết chỉ vì bệnh huyết áp cao, làm việc nhiều, suy nghĩ nhiều, bị đứt mạch máu. Căn cứ thời điểm vua Quang Trung mất cũng là lúc Nguyễn Phúc Ánh đã chiếm được Gia Định và kéo quân ra đánh Quy Nhơn. Quang Trung đang sắp đặt chuẩn bị kéo đại binh vào Gia Định đánh một trận quyết không cho Nguyễn Phúc Ánh chạy thoát. Mọi việc sắp đặt xong xuôi thì nhà vua ngã bệnh và bệnh mỗi ngày một nặng, bèn triệu trấn thủ Nghệ An Trần Quang Diệu và Phú Xuân bàn chuyện rời đô ra Nghệ An và cất quân đánh Nguyễn Phúc Ánh. Thế nhưng rồi biết mình không còn sống lâu được nữa, liền chối. Ta mở mang bờ cõi, nay bệnh tình không thể khá được mà thái tử thì còn nhỏ. Phía trong thì bọn quốc cừu hoành hành ở Gia Định, còn anh ta thì tuổi già, cầu an không lo hậu họa. Ta chết rồi, trong vòng một tháng phải lo việc tống táng cho xong. Các khanh phải đồng phò thái tử và sớm lo việc thiên đô để khấu chế thiên hạ. Nếu không vậy, binh Gia Định kéo đến, các khanh không có đất chôn thây, nhà vua nói xong rồi băng hà. Lại có người bảo vua Quang Trung bị thượng mã phong, hoặc có người độc miệng hơn cho rằng nhà vua bị Ngọc Hân công chúa ám hại bằng cách bỏ thuốc độc vào rượu cho vua uống.
Ngoài ra, còn một giả thuyết khác khá hoang đường khác về cái chết của vua Quang Trung, đó là ông đã bị trúng tà thuật từ chiếc áo bị yểm bùa do vua Càn Long của nhà Thanh ban tặng. Một biến thể của giả thuyết này đó là chiếc áo kể trên đã bị tẩm thuốc độc. Vậy thì rốt cuộc, nguyên nhân nào gây ra cái chết của vua Quang Trung? Theo chính sử nhà Nguyễn, Hoàng đế Quang Trung chết vì một chứng bệnh kỳ bí, bắt đầu từ một cơn đột quỵ khiến ông rơi vào trạng thái mê man nhiều ngày. Chứng bệnh này, sử gia nhà Nguyễn giải thích như sự trừng phạt của thần thánh dành cho việc quân đội của ông đã xâm phạm các tôn lăng của chúa Nguyễn khi chiếm thành Phú Xuân, Huế. Cụ thể, theo Đại Nam Chính biên liệt truyện ghi rằng, Huệ trong lúc lấy kinh đô Phú Xuân có mạo phạm đến lăng tẩm của liệt thánh. Một ngày kia đương ngồi, thình lình bắt đầu xây sầm rồi ngã ra hôn mê. Mơ màng thấy một lão trượng đầu bạc, áo trắng, cầm gậy sắt từ không trung đi đến, mắng rằng, ông cha mày đều sinh ở đất vua, mày sao dám mạo phạm đến lăng tẩm. Nói vừa dứt lời, liền lấy gậy sắt đánh nơi trán Huệ. Huệ ngã xuống bất tỉnh hồi lâu mới tỉnh lại. Từ ấy, bệnh càng ngày càng nặng, mới triệu viên trấn thủ Nghệ An là Trần Quang Diệu về thương nghị việc rời đô sang Nghệ An. Chúng ta đều biết về truyền thuyết chúa Thiên Mụ ở Huế kể rằng, khi chúa Nguyễn Hoàng vào làm trấn thủ xứ Thuận Hóa kiêm trấn thủ Quảng Nam, ông đã đích thân đi xem xét địa thế ở đây nhằm chuẩn bị cho mưu đồ mở mang cơ nghiệp, xây dựng giang sơn cho dòng họ Nguyễn sau này. Trong một lần rong ruổi vó ngựa dọc bờ sông Hương ngược lên đầu nguồn, ông bắt gặp một ngọn đồi nhỏ nhô lên bên dòng nước trong xanh uốn khúc. Thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại, ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê. Người dân địa phương cho biết, nơi đây ban đêm thường có một bà lão mặc áo đỏ, quần lục xuất hiện trên đồi, nói với mọi người, rồi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền long mạch cho nước Nam hùng mạnh. Vì thế, nơi đây còn được gọi là Thiên Mụ Sơn. Những lời sấm truyền, tiên tri hay dự ngôn của các bậc thánh hiền rất nhiều, tất cả đều dựa vào các tín ngưỡng về thần, Phật, đạo trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc. Vậy nên, nếu thuận theo thần Phật thì sẽ được hưởng phúc báo, còn nếu đắc tội với thần Phật thì đương nhiên sẽ bị quả báo, đó là luật nhân quả. Vua Quang Trung cũng chỉ là một con người. Vì thế, khi mạo phạm đến lăng tẩm của liệt thánh, ông hoàn toàn đều có thể bị báo ứng như bao người khác. Trong trường hợp này, ông mắc bệnh càng ngày càng nặng và sau đó mất đi. Đây cũng là một bài học để cảnh tỉnh thế nhân, tôn kính thần Phật là chân quý sinh mạng của chính mình. Quý vị thân mến, sau khi vua Quang Trung đột ngột băng hà ở tuổi 39, triều đại Tây Sơn kéo dài thêm 10 năm thì sụp đổ. Bàn về nguyên nhân cái chết của vua Quang Trung, có nhiều người cho rằng ông đã bị trúng tà thuật từ chiếc áo yểm bùa do vua Càn Long ban tặng. Còn ý kiến của quý vị như thế nào ạ? Hãy để lại bình luận bên dưới video quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.